Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học bài số 1.2 trong phần từ nhiều nghĩa, phần động từ nhé. Đầu tiên này, tsumu, nghĩa đầu tiên nghĩa là chất hoặc là được xếp chồng. Ví dụ, shorui ga yama no yo ni tsunde aru, có nghĩa là gì nhỉ? Tài liệu chất cao như là núi vậy. Đây, các bạn có thể nhìn thấy hình minh họa đây. Thì nó sẽ đi với những từ như là hako, cái hộp này, đúng nhỉ? Chồng chất cái hộp, xếp chồng cái hộp lên nhau này. Yasai là rau, mokuzai là gì nhỉ? Là gỗ. Nghĩa số 2 nghĩa là chất lên, xếp lên. Ví dụ như là gì đấy? À, toraku ni hikoshi no nimotsu o tsunda, có nghĩa là xếp hành lý chuyển nhà lên xe tải. Trong trường hợp này nó sẽ gần như là nó giống với từ gì nhỉ? Nó giống với từ noseru đúng không? Noseru. Ví dụ này, mono kuruma bike jitensha ni, chất đồ lên ô tô, chất đồ lên xe máy, chất đồ lên xe đạp đúng không? Đây là hình minh họa nhá. Nghĩa số 3 nghĩa là tích lũy. Tích lũy thông thường những cái này sẽ là những cái khái niệm nó hơi hơi trừu tượng một chút, nó không phải là đồ vật như cái nghĩa số 1 và thứ 2. Ví dụ này, samajama na taiken o tsunde hito wa seichou suru, tức là tích lũy nhiều ấy, đúng nhỉ? Tích lũy nhiều trải nghiệm ấy thì người ta sẽ trưởng thành lên. Thì đi với lại dư mự trong trường hợp này sẽ là những từ như là từ keiken. Tích lũy gì đấy? Kinh nghiệm này, tích lũy gì đấy? Tích lũy denshu. Chúng ta đừng dịch là tích lũy luyện tập nhé, mà chúng ta sẽ dịch là luyện tập nhiều lần. Đấy. Training cũng là giống như là denshu, là luyện tập. Chishiki, tri thức, kiến thức. Đấy, như vậy là cái từ đầu tiên là từ tsu mự có 3 cách dùng đúng không? Đầu tiên là gì? Đầu tiên là những cái đồ vật gì đó được xếp lên nhau, được chồng lên nhau đúng nhỉ? Nghĩa thứ hai là chất lên từ dưới cho lên một cái phương tiện vận chuyển nào đó đúng không? Và nghĩa thứ ba là tích lũy những cái khái niệm nó tương đối trừu tượng đúng nhỉ? Từ thứ hai là từ toku. Nghĩa đầu tiên là tháo, gỡ hoặc là cởi. Ví dụ, hikoshi no nimotsu o toite katazukeru, là tháo hành lý chuyển nhà và dọn dẹp. Thì khi dọn nhà ấy, chúng ta sẽ gì nhỉ? Chúng ta sẽ đóng vào đúng không? Chúng ta sẽ buộc bằng dây các thứ đấy, và khi chúng ta đến nơi thì chúng ta sẽ phải tháo cái dây đấy ra, cởi đấy ra và chúng ta bắt đầu dọn dẹp. Thì đi với lại cái nghĩa này, chúng ta sẽ đi với những từ như là từ tsutsumi này. Nawa, himo, hotai, obi. Tsutsumi là gì nhỉ? Là cái đây, ví dụ này, tsutsumu là có nghĩa là bọc gói đúng không? Thì tsutsumi có nghĩa là cái hộp đựng, cái bao đựng. Đấy, cái bọc gói nhỏ nhá. Nawa là cái dây đúng nhỉ? Dây thừng. Himo là dây. Hotai là cái băng bó khi mà bị thương ấy, đúng không? Obi là cái đai. Thì cởi những cái đấy ra thì chúng ta sẽ sử dụng với cái nghĩa đầu tiên là như vậy. Nghĩa số 2 nghĩa là giải. Chữ Hán này là chữ giải đúng không? Và trong cái nét nghĩa của nó là có nghĩa là giải luôn. Kono sugaku no mondai wa daigaku se demo tokenai daro, có nghĩa là bài toán này ấy, thì ngay cả sinh viên đại học cũng không thể giải được. Thì giải đấy nó sẽ đi với những từ như là nazo là điều bí ẩn này. Đấy, hoặc là pazuru là câu đố. Giải bài toán, giải điều bí ẩn, giải câu đố. Nghĩa số 3 là hóa giải. Ví dụ hai người này hiểu lầm nhau đúng không? Đấy, cuối cùng cũng hóa giải được. Jijo setsume shite kanojo no gokai o toita là giải thích sự tình và hóa giải hiểu lầm của cô ấy, đúng không? Ví dụ cô ấy nghĩ mình như nọ như kia nhưng mà hóa ra là không phải như vậy đúng không? Mình mới trình bày vấn đề bla 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 và cô ấy gì nhỉ? Cô ấy hiểu ra là cô ấy không hề cô ấy đang hiểu nhầm mình đúng không? Đấy, và cái sự hiểu lầm của cô ấy đã được hóa giải nhá. Kincho là gì nhỉ? Kincho là hóa giải cái sự gì đấy, sự căng thẳng đúng không? Sự lo lắng. Utagai có nghĩa là hóa giải sự nghi ngờ. Keikai là cái sự đề phòng. Tiếp theo, chúng ta có đọc là thô cự nhưng mà đây là chữ không phải là chữ giải nữa mà là chữ dung, thì nó mang nghĩa số 4 là đánh, đúng nhỉ? Ví dụ komugiko mizu to tamago de toite keki o tsukuru, có nghĩa là đánh bột mì với trứng và nước sau đó làm súp. Đấy, trong trường này thì đánh nó giống như là kiểu như là chúng ta trộn đều, đúng nhỉ? Để cho nó thành một cái hỗn hợp, nó hòa quyện vào nhau ấy, nó gần giống cái từ gì nhỉ? Mazeru là trộn ấy. Đấy, đi bên cái từ thô cự này có những từ như là supu, đúng nhỉ? Đấy, miso, enogu là súp này, nước tương và màu vẽ tranh nhá. Thì như vậy là từ thứ hai của chúng ta là từ thô cự với chữ giải, nó mang nghĩa là gì đấy? Nó mang những nét nghĩa là đầu tiên là cởi, đúng nhỉ? Tháo gỡ, cởi dây buộc của những cái vật như thế này. Thứ hai là gì đây? Giải bài toán, giải câu đố, đúng không? Và nghĩa thứ ba là hóa giải, đúng nhỉ? Hóa giải sự hiểu nhầm.
hóa giải cái sự nghi ngờ, sự đề phòng. Và nếu dùng chữ dung thì mang nghĩa là đánh trộn đều. Tiếp theo, từ todaeru. Từ todaeru ở đây người ta viết dưới dạng kanji là chữ bổ, đúng nhỉ, có nghĩa là bắt. Thì nghĩa đầu tiên nghĩa là bắt nhá. Hani wa nige yo to shita ga sugu ni keikan ni torare toraerareta, đúng nhỉ. Có nghĩa là tội phạm ấy thì định bỏ chạy thế nhưng mà bị cảnh sát bắt lại ngay lập tức. Sakana, cái này bị sai rồi, cái này bị sai chữ Hán cho nên nó đọc thành con chữ này là chữ 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 này không phải là chữ điểu, không phải là chữ con chim mà là con quạ mất rồi, đúng nhỉ, nó mới đọc thành karasu nhá. Con chim nó là gì nhỉ, nó là kotori. Kotori đấy, toraeru đúng nhỉ. Tội phạm thì định bỏ chạy nhưng mà bị cảnh sát bắt lại ngay lập tức thì dùng cho bắt, ví dụ bắt cá hoặc là bắt gì nhỉ, bắt bắt động vật nhỏ, bắt chim nhỏ. Còn nếu những con to ấy, những con to như là những con thú dữ, con thú dữ như con hổ, con voi cái thứ ấy đấy, thì người ta sẽ dùng cái từ này hokaku. Đấy, hokaku là chữ bổ và chữ hoạch. Bắt cá voi chẳng hạn, người ta sẽ dùng cái từ này nhá. Ví dụ đây là hình minh họa này, đúng nhỉ, đây tên này nó định ăn trộm đây này mà bị cảnh sát bắt lại ngay. Nghĩa số 2 là người ta thường người ta không viết dưới dạng kanji, người ta viết dưới dạng hiragana, bởi vì là ngoài cái chữ bổ này ra còn có một số chữ khác viết dưới dạng toraeru. Ví dụ các bạn quan sát này, đây đúng không, còn chữ này nữa cơ, còn cái chữ này là chữ chóc đúng nhỉ, cũng đọc như vậy. Thì các bạn có thể dùng cả hai chữ. Trong trường này này, nó đi với chữ kokoro và mang nghĩa là nắm giữ con tim, con tim chứ không phải con tin nhá. Ví dụ này, この小説は今も昔も多くの若者の心を捉えている。Là gì nhỉ? Tiểu thuyết này từ xưa đến giờ vẫn thu hút rất nhiều trái tim của các bạn trẻ, đúng không? Cái chuyện không gia đình này rất là cảm động, đúng nhỉ? Đấy. Tiếp theo, nghĩa số 3 là nắm bắt có được. Ví dụ này. 彼の各人物画は yoku tokucho toraeteiru, là tranh chân dung anh ấy vẽ ấy, nắm bắt rõ đặc trưng của người đó. Ví dụ đây là một bạn, bạn vẽ rất là đẹp đúng không, bạn vẽ bạn ấy vẽ gì nhỉ, bạn vẽ Loki em của thần Thor này ở trong phim ấy đây này, đấy, nhân vật phản diện trong bộ truyện tranh nổi tiếng của Marvel này, mà bạn vẽ rất là giống hệt đúng nhỉ, trông rất là ra đặc trưng của cái người này. Thì trong trường hợp mà thể hiện được cái đấy nhá, đấy, thì người ta sẽ sử dụng cái từ toraeru này. Nó đi với những từ như là henka, jokyo, imi, nghĩa là nắm bắt được sự thay đổi, trạng thái, ý nghĩa, đúng không? Tiếp theo, nghĩa số 4 là nắm giữ. Shippai wa seikou suru tame no chansu to toraeru koto mo dekiru. Tức là thất bại cũng có thể, đúng nhỉ? Thất bại cũng có thể là để cho chúng ta có thể nắm giữ được cái cơ hội, đúng không? Để trở thành gì đây? Để thành công. Đây, ví dụ như là có thể là thất bại là xuống rơi xuống đây đúng không, và chết khô, thế nhưng mà nếu mà thành công thì cũng thì sẽ được ở một nơi rộng lớn hơn, có những cái khác chứ không phải chỉ có nước không như thế này, đúng nhỉ. Đấy, vậy thì cái từ toraeru này có bốn nghĩa chính. Nghĩa đầu tiên là bắt những cái loài động vật nhỏ, nghĩa thứ hai là gì đây, nghĩa thứ hai là nắm được gì đây nhỉ, lấy được trái tim, nắm được trái tim, và nghĩa thứ ba là thể hiện được cái đặc trưng, đúng không? Đấy, nắm bắt được đặc trưng, được cái tình hình nhá, được cái sự thay đổi và nắm giữ được cơ hội để thành công. Tiếp theo, từ nigiru. Nigiru nghĩa đầu tiên, chữ này là chữ ác đúng nhỉ? Có nghĩa là nắm hoặc nắm lấy. Ví dụ, kodomo wa haoya no te o shikari nigita. Cái này bị sai, không phải là shitsukari mà là shikari đúng nhỉ? Chữ tsu nhỏ. Chúng ta sẽ sửa một chút nhá. Đi với những từ như là tekui, lopu, koishi. À, câu này có nghĩa là đứa bé nó nắm chặt lấy tay mẹ nó đây này. Nắm gì đây? Nắm cổ tay, nắm sợi dây và nắm hòn đá nhỏ đúng nhỉ? Kiểu như là nắm cầm khá là chắc, khá là chặt lấy ấy. Đấy. Nghĩa số 2 là cầm. Kanojo wa handoru o nigiru to seikaku ga kawaru. Cô ấy cứ cầm tay lái là tính cách lại thay đổi. Ví dụ nhìn bình thường thì hiền lành đúng không? Thế nhưng mà cứ cầm tay lái là bắt đầu lại bốc đầu rồi gì nhỉ? Rồi thì phóng nhanh vượt ẩu vân vân, tính cách nó thay đổi hoàn toàn. Cầm nhá, mic, cầm mic đúng nhỉ, cầm pen là cầm bút, cầm hô trồ là cầm dao phay, dao làm bếp đúng không.
Nghĩa số 3 là nắm giữ. Wagaya wa haha ga sai phu o nigite iru. Tức là ở nhà tôi thì mẹ tôi nắm giữ chi tiêu. Kenryoku chikara jiken no kagi o nigiru, có nghĩa là nắm giữ quyền lực, nắm giữ sức mạnh, nắm giữ chìa khóa của vụ án. Đây ví dụ như là đây là vợ đúng nhỉ? Đấy, vợ nắm giữ chi tiêu đúng không? Thì mình sẽ nói là tsuma ga sai phu o nigite iru đúng nhỉ? Số 4 này nghĩa là nắm được, biết được, bắt thóp được. Ví dụ kare ni yowami o nigirarete iru node tsuyoku ienai, bị anh ấy nắm được điểm yếu nên không thể mạnh miệng đúng nhỉ? Đấy. Đi với những từ như là từ himitsu jakuten là biết được, nắm thóp được, bắt thóp được cái bí mật, cái điểm, cái nhược điểm đúng không? Ví dụ như đây là hai bạn này nắm thóp được bạn này đúng không nhỉ? Kimi wa gì nhỉ? Akira kun no koto ga suki na no? Mày thích thằng gì nhỉ? Thằng Akira hả? Đúng không? Đấy. Biết được rồi và khiến bạn này không thể nói được gì nữa đúng không nhỉ? Thì có cái từ nigiru ít nhất là bốn nghĩa như vậy nhá. Đó là những nghĩa gì đấy? Đầu tiên là nắm chặt đúng không nhỉ? Đấy, nắm tay mẹ này, nắm dây thừng này. Tiếp theo là cầm, nó không phải là cái độ chắc, nó không chắc hoàn toàn như là cái trường hợp 1 mà là cầm, ví dụ cầm bút, cầm dao đúng không nhỉ? Nghĩa số 3 là gì đấy? Nắm được gì nhỉ? Nắm giữ cái quyền lực, cái sức mạnh, cái chìa khóa của vấn đề và cái chi tiêu, cái tài chính đúng không nhỉ? Nghĩa số 4 là nắm được, biết được nhá. Bắt thóp được ai đó. Tiếp theo chúng ta có từ niramu, nghĩa đầu tiên nghĩa là lườm. Okorareta kodomo wa haha oya no kao o jitto nirande ita. Đứa trẻ bị mẹ mắng ấy thì nó lườm mẹ nó chằm chằm. Đây, minh họa này. Kochi o niramu là nhìn chằm chằm vào chỗ này đúng nhỉ? Lựa nhìn chằm chằm vào phía này, lườm phía này, lườm ai đó này. Nghĩa số 2 là nhìn chăm chú. Kare wa shinken na kao de data o nirande iru, là anh ấy đang gì đây? Đang nhìn chăm chú vào số liệu với khuôn mặt rất là shinken, rất là nghiêm túc, giống từ majime. Đi với những từ như là từ shiken mondai, câu hỏi thi này, shorui, tài liệu, kagami là gương. Nghĩa số 3 là nghi ngờ là hoặc là suy đoán là. Ví dụ này, kesatsu wa kare o hannin to nirande iru, tức là cảnh sát đang suy đoán, đang nghi ngờ, đang cho là anh ta là tội phạm. Đấy, nghĩa số 3 là như thế nhá. Tiếp theo từ haneru, nghĩa đầu tiên nghĩa là nhảy hoặc là nhảy lên. Ví dụ, ami no naka de takusan no sakana ga hanete iru, nghĩa là ở trong lưới ấy đúng không? Có rất là nhiều cá đang nhảy. Đây ví dụ các bạn nhìn thấy này, cá nó đang nhảy trong lưới đây này, đấy nó nhảy lên như vậy. Thì có thể đi với những từ như là usagi boru ga haneru, thỏ nhảy, hoặc là bóng thì sẽ dùng từ bóng nảy đúng nhỉ? Bóng nảy lên. Tiếp theo nghĩa là bắn này. Kuruma ga yoko totta toki ni skato ni doro ga haneta. Tức là sao đấy? Khi xe ô tô đi ngang qua thì bùn nó bắn vào váy đúng không? Ví dụ một người đang đi một bên xong có vũng nước đúng nhỉ? Có bùn ấy và ô tô nó tạt vào, nó cái nước nó bắn vào, nó té vào váy, lúc đấy thì dùng cái từ haneru này nhá. Có thể đi với những từ như là từ abura, dầu bắn này, hay là mizu ga haneru là nước bắn. Tiếp theo nghĩa là dựng đứng, dựng lên. Ví dụ hình minh họa đây. Kami no ke ga hanete iru kedo neboshita no, là gì nhỉ? Tóc vẫn còn đang dựng đứng kìa, lại ngủ quên à. Đấy, cái tình tức là cái đây, cái các bạn cứ nhìn hình minh họa này thì là rõ này. Khi mà tóc nó cứ dựng đứng như thế này mà không phải là người đấy cố tình làm, mà gì có thể là ngủ quên hay là do cái tác nhân vật lý nào đó ấy, mà làm cho tóc nó dựng lên như vậy, thì người ta hay dùng cái từ haneru đúng không nhỉ? Có thể dùng cái từ hige là râu. Tiếp theo được dùng với thể bị động sẽ là hanerareru, nghĩa là bị va phải, bị đâm phải, bị tông phải nhá. Yuji ga takushi ni hanerarete nyuin shita, tức là bạn tôi bị cái taxi nó đâm vào và phải nhập viện. Thì sẽ là hito dobutsu ga kuruma hay bike ni hanerareru, có nghĩa là người hoặc là gì đây nhỉ? Con vật, động vật bị ô tô hoặc là xe máy va phải, tông phải. Hình minh họa đây. Nghĩa tiếp theo, từ tiếp theo là từ hamaru. Cái chữ này kanji nó quá phức tạp cho nên là thôi bỏ qua. Nghĩa đầu tiên nghĩa là vừa. Botan ga okisugite nakanaka hamaranai,
là cái nút to quá đây, cái nút to quá cho nên mãi mà không cài vừa, đúng nhỉ? Đi với những thứ là từ yubiwa là cái nhẫn này, huta là cái nóc vung, neji là con vít. Tiếp theo nghĩa là mắc hoặc mắc kẹt. Đây. Isoideiru no ni basu ga jutai ni hamatte shimatta. Đang vội thế mà cái xe buýt nó lại gì nhỉ? Nó lại bị mắc vào khung giờ tắc đường đúng không? Nó lại bị mắc vào cái đám tắc đường không nhúc nhích được. Thì nó sẽ đi kèm những từ như là từ wana là cái bẫy. Đây ví dụ này các bạn này. Đây là hình ảnh một người đang mắc bẫy này. Đấy, nó đẻ ra xiền như thế này nhưng mà thực ra là một cái bẫy. Wana ni hamaru là mắc bẫy này. Hukami ni hamaru là mắc vào chỗ sâu. Lọt vào chỗ sâu. Tiếp theo, nghiện, nghĩa số 3 nhé. Là nghiện. Nghiện này không phải nghiện hút mà là nghiện say mê một cái gì đó như là nhạc, phim, game, đúng không? Ani wa gemu ni hamatte ite yoru mo amari nesugi nezu ni yatte iru. Anh tôi thì nghiện game, đúng không? Đêm không ngủ mấy mà toàn có chơi thôi. Đây hình minh họa đây. Có thể dùng là ega ni hamaru, đúng nhỉ? Nghiện phim. Tiếp theo, nghĩa nữa là bị đóng khung. Bị đóng khung. Kata ni hamarazu jiyū na hassō de kangaete kudasai là gì đấy? À, đừng có bị dập khuôn, đúng nhỉ? Mà hãy tự suy nghĩ bằng những ý tưởng sáng tạo không giới hạn. Đi kèm những từ như là kata này, wa cự là cái khung hoặc là cái giới hạn, patan là cái hình mẫu nhá. Ví dụ chúng ta chỉ nghĩ rằng bút chì, đúng nhỉ? Chúng ta chỉ nghĩ bút chì để viết đúng không? Chúng ta bị cái suy nghĩ để nó đóng khung. Thế nhưng mà ngoài cái đấy ra còn có thể là gì nhỉ? Có thể biến thành cái nguồn điện. Tất nhiên đây là cái vui thôi đúng không? Thế nhưng mà chúng ta đôi khi ấy, đừng có bị dập khuôn quá, đừng có bị mắc vào những cái gì nhỉ? Những cái khuôn mẫu, mà chúng ta hãy gì nhỉ? Hãy mở rộng cái sự sáng tạo ra thì chúng ta sẽ có thể cảm nhận được rất là nhiều điều thú vị hơn. Đấy. Tiếp theo đấy là chúng ta có từ fukudamu. Fukudamu nghĩa đầu tiên nghĩa là phồng hoặc là căng. Ví dụ hūsen ga okiku fukuranda là quả bóng nó căng phồng lên. Đây các bạn nhìn hình minh họa là rõ nhất này. Thì có những từ như là saifu ga fukuramu là ví căng, đúng nhỉ? Lắm xiền ở bên trong ấy. Onaka ga fukuramu là bụng căng phồng lên, đúng không? Poketo là túi, đúng nhỉ? Túi thì đúng hơn là cái túi sách, đúng không? Poketo là cái túi quần, túi áo ấy. Tiếp theo, nghĩa số 2 là lớn lên, tăng lên nhá. Ví dụ Eisenshu no kongo no katsuyaku ni kitai ga fukuramu là cái gì nhỉ? Là cái kỳ vọng vào cái sự thành công. Cái katsuyaku, cái sự thi đấu, cái sự thành công, cái hoạt động năng nổ của cầu thủ A từ nay về sau ấy, nó đang ngày càng tăng lên, đúng không? Ví dụ như là ban đầu thì cầu thủ A, vận động viên A chỉ gì nhỉ? Chỉ tham gia đầu tiên là được kỳ vọng là chỉ là vào vòng gì đấy, vào vòng bán kết thôi. Thế nhưng sau đấy là vào đến chung, vào đến gì nhỉ? Vào đến đầu tiên là tứ kết. Sau đấy là thắng thì người ta kỳ vọng là có thể thắng ở bán kết. Rồi thắng ở bán kết vào chung kết thì người ta kỳ vọng lại giành được gì nhỉ? Giành được huy chương vàng. Giành được huy chương vàng lại tiếp tục lại đi lên những giải cao hơn, giải cao hơn. Thì cái kitai đấy, cái kỳ vọng đấy nó ngày càng lớn lên như vậy. Thì thay có thể dùng cái dạng đơn giản là okikunaru, đúng nhỉ? Nhưng mà dùng cái từ fukuramu thì nó sẽ mang tính chất, thứ nhất là nó sẽ thể hiện cái sự gọi là chúng ta sẽ sát với ngôn ngữ bản địa hơn. Thứ hai là nó nghe nó không bị kodomopoi, đúng nhỉ? Nghe nó không bị trẻ con quá, đúng không? Những cái cách nói đơn giản quá thì nhiều khi là nghe là người ta biết là người gai quốc gì rồi, người nước ngoài. Thì trong trường hợp này nghĩa là lớn lên, tăng lên này nó sẽ có những từ như là imeji, sozo hay là yume, nghĩa là hình ảnh này, tưởng tượng và ước mơ cứ lớn dần. Ví dụ đây là các bạn nhỏ, các bạn ấy ước mơ của các bạn, ví dụ bạn này thành gì nhỉ? Thành yakyu senshu, đúng không? Thành cầu thủ bóng chày này. Bạn này thành cô dâu, đúng không nhỉ? Bạn này thành gì nhỉ? Thành lính cứu hỏa đấy. Ước mơ này cứ lớn dần thì cũng dùng cái từ này nhá. Nghĩa số 3 là tăng lên. Tăng lên này thông thường này nó dùng trong những cái thuật ngữ mang tính chất của ngành tài chính ngân hàng. Ví dụ shakin ga dom dom fukurande shimatte kaese nai là khoản tiền vay đang ngày càng tăng và không thể trả nổi. Thì đi với nó có những từ như là từ yosan là ngân sách, akaji là khoản lỗ. Ví dụ các bạn thấy này, đấy, đây là cái khoản vay nó cứ ngày càng nó lớn lên dần đây này, đấy, chưa. Tiếp theo nhá, chúng ta có từ fusagaru. Fusagaru nghĩa đầu tiên nghĩa là bị bịt kín, bị tắc. Ví dụ
tai hư đệ khi ngã thảo đệ tê mì chi gã phu sa gã tê iru. Ví dụ các bạn có thể quan sát hình minh họa này. Đây, ví dụ là cái cây nó đổ ra đường như này thì đương nhiên là con đường này sẽ bị tắc nghẽn, nó sẽ bị chặn cái giao thông như vậy, đúng không nhỉ? Đi với lại cái nghĩa đầu tiên này, nó sẽ là những từ như là từ đầu tiên là từ sư độ, là thông lộ, có nghĩa là lối đi, đường đi. Iriguchi là cửa vào, kịch càng là huyết quản, có nghĩa là mạch máu. Đấy. Nghĩa số 2 đó là liền hoặc là khép miệng. Liền hoặc khép miệng nhá. Đây ví dụ bạn này bạn ấy muốn mắt to hơn, bạn ấy phẫu thuật mí mắt đúng không? Ban đầu thì nó xẻ một miếng ở trên này trông rất là sợ, thế nhưng mà bây giờ nó đã liền rồi. Thì trong trường hợp nó liền, nó khép miệng như vậy thì chúng ta có thể dùng cái gì nhỉ? Chúng ta có thể dùng cái động từ fusagaru này, ví dụ ishukan tatte yato kizu ga fusagatta, có nghĩa là một tuần trôi qua, đúng nhỉ, thì cuối cùng vết thương cũng đã khép miệng. Thì trong trường hợp như vậy, trong trường hợp nghĩa là liền khép miệng này ấy, nó mang nghĩa là cái lỗ thủng, cái vết hở ở đấy nó được bịt kín rồi nhá. Nó đi kèm những từ như là từ ana là cái lỗ thủng, hay là sukima là cái khe hở. Ví dụ như là trên tường có một khe hở, xong các bạn lấy keo hoặc là lấy cái vữa các bạn chát vào ấy để nó bịt kín ấy, thì cũng dùng cái từ này. Tiếp theo nghĩa số 3 là đầy kín. Hai ví dụ này. Nimotsu ga nimotsu de te ga fusagatte ite doa ga akerarenai là gì nhỉ? Hành lý đầy kín cả tay cho nên là không thể nào mở cửa được, đây đúng không? Hai bên đều là cầm rất là nhiều đồ, còn ôm thêm cái hộp này nữa, thì trong trường hợp nhiều như vậy chúng ta cũng sẽ dùng cái động từ fusagaru. Heya seki yote ga fusagaru có nghĩa là phòng gì nhỉ? Phòng đầy này, phòng chật kín này, chỗ ngồi kín và lịch trình dự định kín. Tiếp theo các bạn có từ butsukaru. Butsukaru nghĩa đầu tiên nghĩa là va chạm, đâm vào, va vào. Ví dụ toraku to basu ga butsukatta. Không hiểu sao mấy cái từ, cái chữ basu rất là hay bị nhầm sang pasu, bị nhập nhầm sang pasu. Xe tải đúng không nhỉ? Đấy, toraku đây, toraku là xe này nhá, và xe basu là xe buýt. Nó va vào nhau, nó đâm vào nhau này. Nimotsu ga hito ni butsukatte shimatta là hành lý nó va vào người, nó đập vào người. Tiếp theo nghĩa số 2 là đâm ra, thông ra. Ví dụ kono michi o masugu iku to odori ni butsukaru có nghĩa là đi thẳng cái con đường này ấy, đúng không? Thì sẽ gì nhỉ? Thì sẽ đâm ra, sẽ thông ra cái đường lớn, đúng nhỉ? Odori là đại lộ, là đường lớn. Đây ví dụ này, cái chiều này thì không đúng lắm nhưng mà đi từ cái chiều này ra này, đúng nhỉ? Đây đi ra đây thì sẽ thông ra cái gì đấy? Là thông ra cái con đường lớn hơn này nhé, hoặc thông ra cái T0 đây này, đây. Cái ngã ba chữ T. Đi với những từ đấy sẽ là từ Hiroi, Michi, con đường rộng, hay là T0, ngã ba chữ T đúng không? Nghĩa số 3 nghĩa là trùng, trùng. Ví dụ này, Shikenbi to Sotsugyo Shiki ga butsukatte shimatta thì thông thường nó sẽ dùng với những từ diễn tả lịch trình dự định kế hoạch. Ví dụ đây là Shikenbi là ngày thi và cái lễ tốt nghiệp bị trùng đúng không? Ví dụ kỳ thi năng lực tiếng Nhật lần đầu vào năm 2020 là bao nhiêu nhỉ? Mùng 5 tháng 7 năm 2020 thì lễ gì nhỉ? Genki Nihongo Gakko Sotsugyo Shiki, cái gì nhỉ? Cái lễ tốt nghiệp của cái trường tiếng Nhật Genki ấy thì cũng diễn ra vào ngày bao nhiêu? Mùng 5 tháng 7 này. Địa điểm tại gì nhỉ? Tại hội trường lớn. Đấy, vậy thì bị trúng mất rồi, làm chúng ta rất là không biết phải tính sao. Thì đi với nó sẽ là những từ là từ yote dự định, nitte hay là schedule lịch trình kế hoạch nhá. Nghĩa số 4 là gặp, dính vào. Ví dụ kabe ni butsukatte kenkyu ga susumanai. Trong trường hợp này nó ví dụ kabe đây là bức tường, nó không phải là cái bức tường thực tế đâu, nó chỉ là cái nó gọi là mang tính chất ẩn dụ thôi, nó chính là cái từ monda ấy, gặp vấn đề ấy, đúng nhỉ? Gặp phải rào cản cho nên không thể tiếp tục được. Đây ví dụ các bạn thấy này, đang đi lên thế nhưng mà đến đây không biết là đi đâu nữa, đúng không? Thì cái hình minh họa này là chúng ta hình hiểu rõ nhất nhá. Nó sẽ nghĩa là gặp vào, dính vào những điều không tốt. Konan gimon mondai ni butsukaru có nghĩa là gặp khó khăn, gặp nghi vấn, đúng nhỉ? Gặp vấn đề. Nghĩa số 5 là xung đột. Yoshito iken ga butsukatte kaisha o yameta. Xung đột ý kiến với cấp trên và đã nghỉ việc ở công ty, đúng không? Sẽ đi với lại gì nhỉ? Hito to iken ga butsukaru là xung đột ý kiến với ai đó này, hay là xung đột với ai đó. Tiếp theo từ hư đự. Hư đự này nghĩa đầu tiên nghĩa là vẫy hoặc là lắc. Ví dụ
Inu wa ureshi toki shippo wo furu, nghĩa là con chó khi mà nó làm sao đấy, khi mà nó mừng ấy, đúng nhỉ, khi nó vui ấy, thì nó sẽ vẫy đuôi. Te wo furu là vẫy tay này, kubi là gì đây, vẫy cổ, không phải dịch là vẫy cổ nhé, dịch là lắc đầu đúng nhỉ. Bin là gì nhỉ, vẫy chai đúng không, đấy, lắc chai lắc lọ. Hata wo furu là vẫy cờ. Ví dụ một số hình ảnh khi mà gì đây nhỉ, khi mà cái đuôi của con chó này, ví dụ nhá, khi nó như thế này này thì là gì nhỉ, chumoku kincho kekai đúng nhỉ, nó đang cảnh giác này, nó đang tập trung, nó đang gì nhỉ, nó đang căng thẳng. Khi nó như thế này thì nó đang shinrai đúng nhỉ, shinai, khi nó đang thể hiện cái sự tin tưởng và cái gì nhỉ, cái sự thân ái. Thế nhưng cũng đôi khi là nó là kekai, nó cảnh giới đấy, nó đang cảnh giác đấy. Khi nó như thế này, nó dựng đứng lên như này này, thì nó là ikari, tức giận. Ikaku là uy hách, uy hiếp, và kogiki là tấn công. Khi nó cụp đuôi như này thì là fuan, hay là kyofu, nó là sợ hãi hoặc là lo lắng. Khi nó như này, nó vẫy đuôi nhá, này hình nó vẫy đuôi này, sẽ là gì đây? Shinrai, shinai, yorokobi, kofun, đúng nhỉ, nó vui mừng, nó hưng phấn. Đấy, thì đúng như cái nội dung của cái câu này nhá. Tiếp theo nghĩa là rắc này. Rắc là rắc những cái thứ nhỏ, dạng gì nhỉ? Dạng hạt, hạt nhỏ ấy. Ví dụ yasai ga nietara utsuwa ni ire saigo ni goma o furu, là sau khi rau chín ấy thì mình cho ra cái utsuwa, cho ra bát, cho ra đĩa, cho ra đồ đựng đúng không, và cuối cùng thì rắc cái goma, goma là vừng, rắc vừng lên. Đây hình minh họa đây nhá, đi với shio hoặc là kosho, rắc muối, rắc hạt tiêu. Tiếp theo nghĩa số 3, nghĩa là bị từ chối hoặc bị người yêu bỏ. Kanojo ni kokuhaku shitara furarete shimatta, là gì nhỉ, đã tỏ tình với người yêu thế nhưng mà bị gì đây, bị từ chối. Bỏ à, tỏ tình với cô ấy chứ lại tỏ tình với người yêu, nghe hơi buồn cười đúng không nhỉ. Cái từ này ấy, ví dụ nếu mà chúng ta đang yêu người ta, chúng ta đang yêu đơn phương người ta thì dùng là bị từ chối, còn nếu mà dùng là koibito ni furarete shimatta là bị người yêu đá, bị người yêu bỏ nhá. Nghĩa số 4 là rắc đính kèm. Ví dụ này, cái này là cái hình minh họa rõ nhất đúng không? Meibo no namae ni furigana o furu, viết thêm furigana vào tên trong danh bạ đúng không? Ví dụ tên toàn những cái tên khó nhớ ơi là khó nhớ, thì chúng ta đành phải đánh thêm cái gì nhỉ, chữ hiragana vào giống như thế này thì mới có thể đọc được đúng không nhỉ? Đấy, thì trường này nghĩa là rắc hoặc đính kèm. Đi với lại từ như là từ bango, yomigana là số hiệu hay là cách đọc. Tiếp theo, từ fureru, nghĩa đầu tiên là chạm hoặc là sờ. Sakuhin ni te o furenai de kudasai là gì đấy? Không chạm tay vào tác phẩm, vậy mà nó vẫn chạm. Mae ni tateru hito no kami ga kao ni fureru là bị tóc của người phía trước chạm vào mặt. Tiếp theo, nghĩa số 2 là tiếp xúc. Kono kinzoku wa kuki ni fureru to kuroku naru. Cái kim loại, kinzoku là chữ kim và chữ thuộc nhá, thuộc trong từ thuộc tính ấy. Kinzoku nghĩa là kim loại, người ta không ghép kim với loại, đọc là kin rư đâu các bạn nhá. Kono kinzoku, cái kim loại này mà tiếp xúc với không khí ấy, thì sẽ bị đen đúng nhỉ? Thông thường là mấy cái kim loại như là nhôm hay là bạc ấy thì hay như vậy. Hình đây là hình kim loại kali, một kim loại hoạt động hóa học rất là mạnh, còn lại lan man sang hóa học rồi. Trong trường mang nghĩa tiếp xúc thì sẽ là tiếp xúc với không khí, tiếp xúc với hikari, tiếp xúc với ánh sáng, tiếp xúc với nhiệt. Đấy. Tiếp xúc với cái tia gì đó đúng nhỉ? Tiếp theo nghĩa số 3 là tiếp xúc, nhưng mà tiếp xúc với những cái điều trừu tượng, ví dụ gai kai gai ryo ko wa gaikoku no bunka ni fureru ikikai da là gì nhỉ? Đi du lịch nước ngoài là cái cơ hội tốt để tiếp xúc với văn hóa của nước ngoài đúng không? Đấy, đây ví dụ chúng ta đi những cái người này đi du lịch thì mới biết được có những cái văn hóa này ở Nhật đúng không nhỉ? Thì sẽ là tiếp xúc với geijutsu, tiếp xúc với nghệ thuật, tiếp xúc với sự hấp dẫn, tiếp xúc với sức mê hoặc, tiếp xúc với cái yasashisa, tiếp xúc với sự tử tế nhá. Nghĩa số 4 là đụng chạm hoặc đề cập này. Kanojo to hanasu toki wa nende ni wa furenai hou ga ii, khi nói chuyện với cô ấy đúng nhỉ? Đấy, khi nói chuyện với phụ nữ ấy thì không nên đề cập đến vấn đề tuổi tác, họ rất là kiêng đúng không? Ví dụ oikutsu desu ka, đang cười này, bắt đầu mặt cau có và giải, chắc là đang trình bày một tràng ra ấy đúng không? Thì trong trường này nó đi với những từ như là wadai hay là mondai, có nghĩa là đụng chạm, đề cập đến vấn đề, đến chủ đề nào đấy. Nghĩa số 5 là vi phạm. Vi phạm. Ví dụ Nihon dewa ni
10歳, 20歳 hoặc là 20歳以下 no mono no kitsuen wa horitsu ni fureru, tức là ở Nhật ấy, cái việc mà hút thuốc của cái người mà dưới 20 tuổi là vi phạm pháp luật, đúng không? Là chạm vào pháp luật, vi phạm pháp luật. Đi với những từ như là từ hô hay là từ ki số cự nhá, vi phạm luật, vi phạm quy tắc. Đấy, hình ảnh rất là xấu, đúng không nhỉ? Có thể là do người lớn không chỉ cho các em. Tiếp theo nghĩa số 6 là chạm, đúng không? Chạm hoặc là không để ý. Ví dụ kicho hin wa hitome ni hurenai tokoro ni oku. Kicho hin là những cái đồ gì nhỉ? Những cái đồ quý giá. Ví dụ như đây là gì? Vòng ngọc trai rồi tiền đô la này, thì để ở những nơi mà gì đấy không chạm vào mắt của người khác, đúng không nhỉ? Để những nơi mọi người không chú ý. Đấy, ví dụ cất vào trong ổ điện này này. Me mimi ni fureru, đúng không nhỉ? Chạm vào mắt, chạm vào tai nhá. Tiếp theo, chúng ta có từ maneku. Nghĩa đầu tiên nghĩa là mời, ví dụ kekonshiki ni daigaku jidai no yuji wo maneita, có nghĩa là mời, đã mời bạn, đúng không, thời đại học đến đám cưới, đến lễ kết hôn. Thì đi với những từ diễn tả mời sẽ là gì? Shokuji, đúng nhỉ? Shokuji là mời cơm này. Party là, đây lại party. Mời tiệc, đúng không? Mời shiki, mời đến lễ gì nhỉ? Mời đến cái lễ gì đó. Và ieni, maneku là mời đến gì? Mời đến nhà. Thì từ đồng nghĩa với từ này là từ gì nhỉ? Từ shotai, suru, đúng không? Nó sẽ lịch sự hơn một chút cái từ kia nhá. Cái từ maneku. Nghĩa đầu tiên là mời, nghĩa thứ hai là gây ra. Setsume ga fujubun de gokai wo maneite shimatta. Nghĩa là cái giải thích không đủ ấy, đã gây ra cái hiểu nhầm, đúng nhỉ? Đi với những từ là kikenjiko kondan, gây ra nguy hiểm, gây ra tai nạn, gây ra sự hỗn loạn. Ví dụ này minh họa đây này, gây ra tai nạn đây nhá. Tiếp theo chúng ta có từ cuối cùng là từ yoseru. Chữ Hán là chữ ký, đúng nhỉ? Nghĩa đầu tiên nghĩa là rời sang, ghé sang. Ví dụ kuruma o migi ni yosete tomeru, đúng nhỉ? Nghĩa là cái mình ghé cái ô tô sang phía bên phải rồi mình đỗ ở đấy, đúng không? Đây, ví dụ hình minh họa này, đang từ bên đây mình ghé sang đây rồi mình đỗ ở đấy nhá. À gì nhỉ? Hashi katagawa chuo ikasho ni yoseru, có nghĩa là ghé sang, ghé vào mép, đúng nhỉ? Ghé vào mép, ví dụ mép đường ấy. Ghé vào một bên, ghé sang một bên. Đúng nhỉ? Ghé vào giữa, đúng không? Rời sang giữa, ghé sang một chỗ. Nghĩa đầu tiên là như vậy nhá. Nghĩa số 2 là gửi gắm. Gửi gắm. Ví dụ Bangumi ni taisuru go iken, go kanso o yose kudasai là gì đây nhỉ? Hãy gửi gắm, đúng không? Hãy gửi các cái kanso, những cái cảm nhận, những cái cảm tưởng, những cái ý kiến đối với chương trình, đúng nhỉ? Thì đi với nó những từ như là từ tayori, gửi thư, gửi thông báo, joho là thông tin, kujo là gửi cái sự gì nhỉ? Sự than phiền, sự phàn nàn. Tiếp theo nghĩa cuối cùng của nó là tập trung, thu hút, đúng không? Ví dụ kono gensho ni oku no gakusha ga kanshin o yosete iru, nghĩa là cái hiện tượng đấy ấy, đang thu hút cái sự tập trung chú ý của rất là nhiều cái gì nhỉ, các học giả, các nhà khoa học. Đi với những từ như là từ kitai, omoi, shinrai, tập trung cái kỳ vọng này, tập trung omoi, tập trung cái suy nghĩ, tập trung sự tin tưởng. Ví dụ như là các cầu thủ của chúng ta, đúng không nhỉ? Đấy, họ thi đấu và khiến cho chúng ta gì đây nhỉ, tập trung cái sự kỳ vọng vào họ có thể làm nên những cái gì nhỉ, những cái chiến tích tốt hơn. Đấy, đấy là cái nội dung bài này của chúng ta nhé. Thì các bạn quan sát kỹ video và học những cái lưu ý, đúng nhỉ, những cái cách dùng và để ý các hình minh họa để có thể hiểu hơn về cái những cái ngữ pháp, à xin lỗi, không phải ngữ pháp mà là từ vựng đó. Và các bạn nhớ là làm bài tập ở trong phần giáo trình nhé, để có thể khắc sâu vào cái cách sử dụng của những cái từ vựng đấy. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Chào và tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại trong các video lần sau.